Rồi sáng nay chúng ta đi thăm quan một vòng ở bến Bạch Đằng, nơi mới vừa được sửa chữa, sơn phết, xây dựng lại, cải tạo để đón cái Tết Nhâm Dần. Hiện nay là bến Bạch Đằng ở phía đối diện với lại vườn hoa Nguyễn Huệ. Ở vườn hoa thì rất là đông, nhưng mà ở phía bên bến Bạch Đằng bên này thì chưa có nhiều người tới tham quan, còn khá vắng. Chúng ta đi một vòng nha, ngắm thử cái khu vực này. Có một cái dãy cờ của các nước ASEAN đang được treo. Buổi sáng thì cũng có một số người tranh thủ đi tập thể dục vào buổi sáng. Đây, khu vực này chỉnh trang lại nhìn cũng khá là đẹp. Bắt đầu có, bây giờ là gần 8 giờ rồi, khách tham quan bắt đầu đi tới. Đây, đi một vòng ngó qua ngó lại xem khung cảnh đó như thế nào. Rồi chạy đây xem là nguyên một dãy cái khu vườn hoa vừa mới được chỉnh trang lại, nhìn rất là đẹp. Đó, ngay bên bến sông Bạch Đằng. Chạy hết luôn bờ dọc cái khu này xem nó như thế nào. Ở đây phía bên kia là quận 2. Còn ở đây chúng ta nhìn thấy khu vực đây là cái chỗ bến tàu cao tốc để đi Vũng Tàu, hoặc là trước đây cũng có đi Cần Thơ. Đó, thì từ đây là các đảo cao tốc, nó sẽ là cái bến đậu để mọi người đi lên, bắt đầu đi về các nơi. Rồi, nhìn ngó ngang một cái bến tàu cao tốc, ga cao tốc Bạch Đằng, Bạch Đằng Speedy Ferry Terminal. Ngay ở đây mua vé là đi nè. Nhìn xa xa kia thì các bạn có thể nhìn thấy là cái khu cầu Thủ Thiêm 2 cũng đang được hoàn tất, nghe đâu là khoảng tháng 4 sắp tới đây thì tàu sẽ được khai trương. Hiện nay thì nó đã hợp long xong rồi. Đó, chúng ta vừa mới đi ngang qua cái bến ga tàu cao tốc, còn ở đây là ga tàu thủy Bạch Đằng. Thì ở đây là nơi có cái tuyến đường xe bus trên không, trên sông, để mọi người có thể đi lại trên nhiều cái tuyến cố định sẵn ở trên sông Sài Gòn. Đó. Đây là cái khung cảnh này phía trước, cái nhà ga của đường xe buýt trên sông.
8 giờ buổi sáng thì họ bắt đầu có những cái chuyến đi đầu tiên. Và đây chúng ta có thể nhìn thấy đây, đây phía đối diện với lại đường xe buýt trên sông thì là tượng Đức Thánh Trần, Trần Hưng Đạo. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy. Đấy, đây là toàn cảnh cái khu vực của cái công viên trước bến Bạch Đằng mà mới vừa được chỉnh trang làm lại khá đẹp. Và còn một phần nữa họ cũng chưa hoàn tất, nhưng mà nghĩ là nó sẽ được hoàn tất vào trước tháng 4 năm 2022, để khi đó là cái cầu Thủ Thiêm 2 nó được khai trương hợp long và cho người đi lại, thì lúc đó là toàn bộ cái cơ sở vật chất này nó đã được hoàn tất, nơi này sẽ rất là đẹp. Bây giờ là buổi sáng thì cũng chưa có nhiều người đi tham quan cái khu vực này, nhưng mà tôi nghĩ buổi chiều khi mà trời mát mẻ hơn thì sẽ có rất là nhiều người tới tham quan cái khu vực này. Đây, đi một vòng nữa. Một số công nhân dọn vệ sinh buổi sáng đây nè. Đây cái bến tàu cao tốc đi các nơi của sông Bạch Đằng. Đây, quay lại chúng ta đi từ phía ngoài đi vào để nhìn cho nó rõ hơn nha. Hiện nay cái ánh nắng mặt trời nó đang chiếu trực tiếp, thành ra nó hơi bị ngược nắng, nhìn nó có thể là bị hơi bị chói. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy cái chữ ga tàu cao tốc Bạch Đằng Speed Ferry Terminal. Đây, xin chào các bạn. Tôi đang ngồi ngay chỗ bến Bạch Đằng. Đây là cái khu vực tàu cao tốc để đi tới các tỉnh. Thì chúng ta thấy hôm nay là sáng mùng 3, cũng chưa có nhiều người đi lắm. Khung cảnh nắng lên khá là đẹp. Đó, nhìn đây. Nhìn phía sau lưng tôi đây là cái khu khách ngồi chờ để chuẩn bị đi Vũng Tàu hoặc là đi về các tỉnh. Đây là cái khu vực bến tàu. Đây. Chúng ta ngó một vòng nha. Đó, khu vực bến tàu đang soát vé chuẩn bị đi vô. Khách đi các tỉnh như là Vũng Tàu nè, Cần Thơ thì sắp tới có thể nó sẽ mở thêm một số cái tuyến đi về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nữa. Rồi đi vào trong nha. Đó, khu vực cà phê đây chúng ta có thể thấy. Rồi bến tàu, tàu cao tốc đang đợi ở đây. Từ đây thì người ta bắt đầu leo lên tàu, rồi họ sẽ chở đi Vũng Tàu hoặc là chở đi các tỉnh miền Tây. Đây tàu, đây khu vực đi xuống. Đó, đây là khu vực chờ đợi nè, quán cà phê nè. Đó, khách họ bắt đầu đi vào rồi để chuẩn bị đi.
đi một vòng ở đây nha. Đó, lạng qua lạng lại ở khu để coi coi. Sáng. Khu vực này. Đó, hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái khu vực bến Bạch Đằng mới vừa được chỉnh trang xây dựng lại để chuẩn bị khai trương hợp long cái cầu Thủ Thiêm 2. Hiện nay việc xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 đã hoàn tất và hiện nay đang các cái công trình phụ xung quanh ở quận 1 với quận 2 đang được hoàn tất, để vào khoảng tháng 4 họ sẽ bắt đầu hợp long.